Tuyệt vời. Khi các bạn bắt đầu xây dựng một đội nhóm thì bắt đầu các bạn tiến đến thành công. Bạn muốn đi nhanh thì đi một mình, bạn muốn đi xa thì đi cùng với đội nhóm. Không ai đi một mình mà có thể thành công được. Các bạn cứ nghĩ đi, các bạn trong cuộc đời các bạn đi một mình bao nhiêu lâu rồi, nó lẻ loi, cô đơn và tuyệt vọng bao nhiêu lâu rồi. Hãy cùng những đồng đội, như đồng đội của tôi này, trong vòng 2 tuần tôi tổ chức sự kiện như này, họ ngày đêm để cho các bạn được ngồi ở đây, họ phải ngày đêm làm việc, thâu đêm suốt sáng để các bạn ở đây ạ. Đấy là đội nhóm. Các bạn phải tạo ra được một cái đội nhóm cho mình và gắn kết nó bằng việc làm ngày đêm cho bạn. Và chỉ có đến chết hoặc là khi mà cục ngã, bị ốm hoặc bị dừng lại, xem bài học về đội nhóm thì làm sao để xây dựng được con người. Các bạn xây dựng đội nhóm, các bạn phải hiểu cái từ này. Các bạn trở thành tuyệt vời thì các bạn mới tạo được những viên kim cương khác trong cuộc đời mình. Chứ phải là kim cương thì để mà làm được kim cương, anh trước đội nhóm kim cương thì anh chị phải trở nên tuyệt vời đã. Nếu anh chị không tuyệt vời thì đội nhóm cũng vậy mà thôi. Thì các bạn mới xây dựng được đội nhóm tuyệt vời. Còn các bạn không trở nên tuyệt vời thì hãy đi học. Nó rất quan trọng, nó là gốc. Vậy nên các bạn phải chọn lựa thật kỹ làm sao nó phải cùng với trí tuệ của mình, cùng với đạo đức và cùng với nghị lực của mình. Nó không thể bằng mà nó gần bằng, hoặc là hơn một tí hoặc gần bằng. Chứ đừng có kém tốt như thế này hoặc cao tốt như thế này, nó lệch và nó không khớp với cái đội nhóm của mình. Tôi chia sẻ với các bạn, và các bạn thì các bạn phải trở thành tuyệt vời đấy. Bạn phải trải nghiệm nhiều. Thì tôi ngay từ đầu tôi mới nói các bạn, phát triển cá nhân trước rồi mới phát triển kinh doanh. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Phải phát triển cá nhân trước thì các bạn mới nhìn nhận được con người của bạn như thế nào. Khi các bạn phát triển cá nhân trước thì các bạn chỉ cần nói chuyện với một người, các bạn biết là người ta có trí tuệ hay không, đúng không ạ? Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Chắc chắn các bạn sẽ hiểu được điều đó. Khi các bạn có bạn phát triển bản thân, các bạn đi nhiều, trải nghiệm nhiều thì các bạn chỉ cần nhìn một người hoặc là nói chuyện 1-2 ngày, các bạn biết họ có đạo đức hay không. Nó không 100% nhưng nó sẽ được khoảng trên 60-50%. Các bạn đồng ý với tôi không ạ? Các bạn đi tìm một người thì các bạn biết là cái nghi lực của nó thế nào. Khi các bạn hỏi họ, các bạn làm việc, những quá trình của họ làm việc và tất cả các điều mà họ nói với mình và trải nghiệm với mình thì mình sẽ biết một phần nghi lực của họ có phù hợp với mình không. Đồng ý không ạ? Chắc chắn một điều vậy. Ok. Đội nhóm giúp tôi vô địch trên toàn bộ cuộc chơi. Các bạn làm việc, đội nhóm giúp tôi vô địch trên toàn bộ cuộc chơi. Khi bắt đầu tôi tạo ra đội nhóm là lúc tôi tiến tới thành công. Đội nhóm vô địch gấp cả triệu lần đội nhóm khác. Chỉ có kim cương mới cắt được kim cương. Khi bạn trở nên tuyệt vời, bạn mới tạo được những viên kim cương khác trong cuộc đời mình. Vì vậy hãy sáng bằng đổi được những cuộc đời của con người ngoài kia. Khi bạn bạn như một viên